Chào các bạn đã đến với bài số 48. Bài số 48 này chúng ta sẽ học cách tạo cái trang đăng ký thành viên cho người dùng. Thì bài 48 này chúng ta sẽ làm một cái form đăng ký. Sau đó bài 49 chúng ta sẽ đăng nhập và đăng xuất. Bài 50 chúng ta sẽ làm một cái reCAPTCHA, tích hợp reCAPTCHA vào. Thì ở đây chúng ta sẽ tạo ra cái nhánh số 48. Lesson 48. Cái git này thì các bạn nó dễ thôi, các bạn có thể không dùng, nhưng mà mình thì mình dùng cái này nó cũng dễ. Nếu không dùng lệnh chia chia nhánh ra thì các bạn sẽ control được cái version dễ hơn. Các bạn xem là cái nhánh nào nó sẽ riêng rẽ với các nhánh khác. Trong account này thì ở đây họ đã tạo cho mình cái controller register rồi. Đây, tên là register.html, link là register. Một cái register khác là post, nó dùng dùng để post là giá trị từ register view model ra lên. Thì trong này nó tạo mới một cái đối tượng app user, sau đó dùng user manager để create cái user với password. Nếu thành công thì chỗ này nó sẽ gen ra một cái code để confirm, để gửi mail về cho thằng user. Sau đó thằng user bấm confirm một cái thì nó sẽ vào cái đây, nó sẽ build ra được cái link confirm. Link confirm ở đây nó sẽ là callback URL. Chỗ này nó sẽ là một cái confirm link account và controller là confirm email. Thì các bạn sẽ vào cái confirm email này, nó sẽ lấy được cái code này được mã hóa riêng của hệ thống chúng ta. Nếu mà thành công, code không thành công thì nó sẽ giờ về trang chủ. Nếu mà code thành công, tức là nó find được cái user ID này và nó verify được cái code, lệnh này mà thành công thì nó sẽ giả về view thành công và nó sẽ xác nhận cái user của chúng ta. Nhưng trước đấy thì cái thằng register nó đã cho login rồi, nó confirm là cái con confirm email. Thì ở trong cái trường của thằng app user nó đã có một cái trường gọi là confirm email rồi, thì bắt buộc nó phải confirm như vậy thì chúng ta mới biết được cái email đấy nó có thật không. Trong cái ASP.NET Identity này nó đã hỗ trợ chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái form register account này. Register nó gồm những cái trường gì? Thì ở đây chúng ta có một cái form nguyên thủy của template ASP.NET MVC. Thì chúng ta có thể lấy bất cứ cái form nào ở trong phần HTML của nó. Trong này nó có register, thì chúng ta sẽ lấy theo cái template này. Nó có một cái form ở giữa thôi. Các bạn kéo đến cái đoạn bỏ cái Peter đi, navigation đi, đấy, đến cái đoạn breadcrumb với main container, trừ phần service ra. Phần service cũng có thể là để, nhưng mà chúng ta lấy luôn nó. Nhớ là các bạn nhớ là bạn xóa cái tiêu đề đi. Đó, để cái form này ở dưới, chúng ta copy cái form lên. Ở đây chúng ta nhìn thấy là form của chúng ta action đến trang login, à trang trang register. Trong này chúng ta cũng có một cái summary để hiển thị ra cái chúng ta để hiển thị ra cái New Customer, chúng ta có thể hiển thị ra cái đống verify first name, last name. Thì tất cả những cái này chúng ta có thể đặt theo cái. Bây giờ chúng ta dùng cái label và span theo cái cách mà họ đã làm. Thì chúng ta có thể xóa được đi, và một cái nút submit bên dưới.
Nút submit này chúng ta đặt thêm một cái type là submit. Ok. Sau đấy chúng ta có thể bỏ cái này đi là cho phép nhận checkbox này. Ngoài ra bây giờ chúng ta sẽ xóa cái thằng div ở trên. Rồi. Chúng ta sẽ cần một số trường mà trong app user chúng ta sẽ, các bạn nhìn nhá, ở trong phần domain entity nó có app user. Chúng ta cần những cái trường gì? Ở đây chúng ta có cần đầu tiên là email username thì chúng ta nên, bởi vì bây giờ cái thống thống kê là nó nhiều username quá, họ không nhớ được. Nên tốt nhất là để email là username luôn thì họ sẽ dễ nhớ hơn. Thì chúng ta có full name ở chỗ này. Cái input text này chúng ta chỉ đơn giản, chúng ta chỉ cần cho cái ASP.NET AP for cái model của chúng ta ở đây. Chúng ta xem là register view model, chúng ta xem kiểm tra xem nó có đủ những cái trường của chúng ta chưa. Thì ở đây chúng ta có chưa có, mới có email và password thôi. Vậy chúng ta sẽ thêm một số trường. Đó, chúng ta thêm trường full name, DOB, email. Các cái trường này thì address này, phone number và avatar. Thì những cái trường này chúng ta để chúng ta hiển thị ở đây. Cái password này chúng ta có cho min max bao nhiêu ký tự. String length, max length 100. Min thì là chưa có, à min thì là chúng ta ở đây là 6 ký tự. Đó. Kiểu là password. Và confirm password thì nó bắt buộc nó phải dùng cái compare này để bằng cái password. Thì hai thằng này phải bằng nhau. Đó, thì ngoài ra thì email và DOB này, date of birth. Những cái này chúng ta validate như thế này thì khi mà chúng ta trên controller chúng ta gọi cái phương thức model valid valid này, nó sẽ valid theo đúng cái chỉ số cái attribute của chúng ta. Và nếu mà không valid, tức là invalid một vô thì nó sẽ giả về view luôn. Thì ở đấy chúng ta sẽ dễ dàng chỗ này home này, register for ở đây chúng ta sẽ dùng cái full name. For đây chính là cái ngày xưa nó ở trong cái label thằng thứ hai là email. Đây là dùng, chúng ta dùng tag helper. Cái ASP này là dùng cái tag helper được viết sẵn. Thằng này là thằng email. Đặt tên khác đi. Thằng thứ ba này là thằng password. Cái type này chúng ta đặt là password thì nó sẽ ẩn cái ký tự đi. ASP.4 password. Thằng bên dưới là confirm password. Nhưng mà nó cũng kiểu là password. Tiếp theo chúng ta có birth đây. Chỗ này DLB. DLB này thì chúng ta có thể để một cái date picker ở đây, nhưng mà tạm thời chúng ta để là ASP.4. Chúng ta để text đã. For birthday. Chỗ này chúng ta có thể để là date được, bởi vì là cái, nhưng mà date của thằng này thì nó lại theo cái format của thằng. Ok, chúng ta sẽ để tạm thời để text. Sau đấy chúng ta sẽ nhúng cái date picker vào sau. DOB. Thằng tiếp theo là phone number. Để AP4 là cái này, nó sẽ chỉ ra là khi mà submit lên thì mỗi control này nó sẽ tương ứng đẩy lên cái model theo
cái AP4 này cho từng trường một. Rồi có address. Ok. Sau khi mà có cái form xong, chúng ta chưa có captcha thì lát bài số 50 chúng ta sẽ có captcha. Class button register xong. Phần view xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ để vào phần register phần. Đây. Thì model chúng ta truyền lên chúng ta valid xong, nếu mà chưa valid thì nó sẽ đẩy ra luôn register view. Chỗ này chúng ta có thể đổi thành, nếu trong trường hợp chúng ta đổi ngược lại nhé, register ra view model. Đó. Nhưng mà trong trường hợp là nếu valid bằng false đấy, thì chúng ta làm như này cũng được. Đó. Thằng này chúng ta khởi tạo mặc định của nó đang là username. Username, cái trường username này nó login theo cái trường này. Thế chứ các bạn vẫn phải gán email bằng username. Chúng ta ngoài ra chúng ta có gán thêm address. Ở trong app user chúng ta thêm cái trường nào thì chúng ta sẽ cần những trường đấy này. Full name, email, phone number. Phone number bằng trường birthday. Birthday này chúng ta có thể là đổi sang cái kiểu dạng của nó ấy. Khi mà nó post lên thì chúng ta, nếu mà là tiếng Việt thì chúng ta sẽ để là dạng. Còn nếu mà tiếng Anh ấy thì chỗ đây chúng ta sẽ là nó sẽ dạng là mà dd ii. Trên loại này thì chúng ta có thể là datetime.path exact cho cái path luôn, cho cái model.birthday vào. Thằng bên ngoài chỗ này chúng ta có thể để luôn cái tag date vào đây. Nó sẽ tự cho ra HTML5, nó sẽ tự ra cái date theo yêu cầu, tự ra cái picker. Còn cái trường gì nữa? Chỗ này chúng ta còn status. Chỗ này là trường status canton.active. Khi tạo ra active rồi, ngoài ra chúng ta có trường email phận avatar. Avatar thì chúng ta sẽ để sau, nhưng mà nó cũng tương tự như vậy, bởi vì chúng ta sẽ chỉ thay một cái control upload vào, control upload file. Chúng ta sẽ nếu mà chúng ta để vào đây thì nó sẽ để thêm một cái trường nữa vào đây, DOB, thêm một cái trường nữa là avatar. Thì avatar này chúng ta sẽ là thêm một cái file trường, đẩy lên sẽ là trường avatar. Như vậy thì các bạn sẽ làm theo hướng dẫn ở trong cái hướng dẫn file upload này. Chúng ta có một cái file, sau đó chúng ta có ra một cái form này. Cái model của nó sẽ là iform file, nó binding vào thì chúng ta chỉ việc đẩy vào cái đây. Trong app user chúng ta đẩy một cái byte, mảng byte vào avatar. Sau đấy thì chúng ta sẽ register view model, chúng ta lưu thì chúng ta lưu cái mảng byte. Thế còn đây là lưu bằng byte, còn thực ra thì họ sẽ, chỗ này thì họ sẽ đẩy luôn cái stream array vào trong cái DB. Tức là họ đổi, chúng ta sẽ đổi thêm một cái trường nữa là trường avatar image, và nó lưu dạng bằng byte thì đẩy ra ngoài, và chúng ta sẽ đẩy vào trong trường user avatar. Thì cái này nó lưu dạng trực tiếp trong DB. Thì lúc lấy ra chúng ta sẽ serial cái byte này ra, chúng ta chuyển bằng byte sang. Thì cái này thì nó, chúng ta sẽ tạm thời để đấy đã. Các bạn có thể tự làm. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo user password
xong xong bắt đầu rồi chúng ta thành công, nó sẽ gen ra một cái code. À chỗ này chúng ta cần phải send mail ở trong cái thằng, nó sẽ build ra một cái callback URL và đẩy vào link send mail. Các bạn nhìn này, ở trong email extension trong app service của thằng website, chúng ta có phần email sender và ai email sender. Thằng này, hai thằng này đã được register ở trong startup từ đầu, chính là cái thằng này, và nó được inject vào các controller. Nó gửi chỉ có email, các subject message. Thì ở đây chúng ta sẽ implement cái, ở đây là chữ implement cái send email. Vậy ở đây chúng ta lại đi vào một cái bài, là một cái bài gửi mail. Thì nếu mà chúng ta làm cái bài này rồi ý, thì gửi mail nó cũng không cần phải làm học cái bài gửi mail nữa. Vậy chúng ta sẽ làm luôn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cấu hình cái thông tin mail. Chúng ta có một đoạn code để gửi mail cho thằng ASP.NET Core. Đoạn code như sau. Nó cũng giống tương tự như là các cái đoạn code gửi mail khác thôi. Ở đây chúng ta có tạo ra một SMTP client. Nó lấy hết tất cả các thông tin port, enable URL, username, password, from email và trong configuration thì chúng ta sẽ phải public. Chúng ta sẽ phải inject cái configuration vào. Đây. Đấy, chúng ta vừa làm nhầm nhá. Nó có hai cái configuration, nó phải dùng Microsoft.extension cơ. Và trong network credential này system.net, ok. Và tất cả những cái thông tin này chúng ta được cấu hình ở trong mail setting. Cái này thì mình sẽ lấy nó ở trong app setting. Chúng ta tạo ra một cái section có tên là mail setting. Section ngoài cùng. Mail setting này. Và trong này một cái object, một object chứa các cái thông tin server rồi các thứ. Thì mỗi một cái key chúng ta sẽ phải có một cái value. Thì ví dụ như ở đây chúng ta có email sender key là server, thì server của chúng ta là gì? Thì đây mình có password cho nên mình sẽ tạm thời giấu nó đi. Đây là cái tài cái email của mình. Server này, key server, username, password, from email nào, tên, tiêu đề của cái thằng tên. Tên của thằng gửi mail. Post là 587, enable SSL là true. Đây toàn bộ thông tin cấu hình. Cái này các bạn có thể đẩy vào trong setting được nhá. Nhưng mà mình đặt ở trong cái setting của ứng dụng. Password này các bạn phải thay cái tài khoản mail của các bạn. Cái password của các bạn. Cổng nếu SSL 587 thì các bạn phải để SSL enable là true. Cái này là tài khoản và tên người gửi, thì các bạn có thể đặt theo tên shop của các bạn. SMTP. Các bạn nhớ là các bạn đã gửi một Gmail thì các bạn phải có là enable insecure app Gmail vào đây. Nó có một cái đường dẫn. Đây, đường dẫn này. Chúng ta có một cái đường dẫn là my account Google chúng ta đăng nhập sẵn vào rồi. Xong chúng ta bật cái cho phép ứng dụng kém may mặt, tức là bên ngoài các ứng dụng khác có thể login được vào. Đương nhiên là phải là chúng ta và có password. Chứ nếu bật cái này thì thường các bạn sẽ tạo một cái email chuyên gửi mail. Chứ nếu mà các bạn dùng cái email chính thì nó hơi nguy hiểm. Đó, phải bật lên thì nó mới cho phép thằng ngoài login được. Sau khi mà đăng ký ở đây, chúng ta có thể truy cập thằng section, tên section này, đến thằng keycon thông qua dấu hai chấm, server đến thằng port, enable SSL username. Truy cập tất cả thông qua cái ai, chúng ta send mail, chúng ta return cái task complete, tức là task này hoàn thành. Bởi vì nó là giả trả về dạng task mà. Send đi. Các bạn nhớ để is body HTML là true, bởi vì là nó cho phép gửi nội dung HTML đi. Nội dung tiêu đề này, message, tức là cái nội dung của message là gì, to email nào, from email nào, rồi là username, password, port bao nhiêu. Đấy, tất cả những cái gì các bạn đều các bạn cấu hình ở đây. Xong thì cái phần các bạn gửi mail thì nó mới chạy được. Sau gửi mail xong nó sẽ sign in luôn, login luôn và giải về trang chủ luôn. Đó chính là cái phần đấy, bây giờ thì mình sẽ bật cái password của mình lên. Lúc tí chúng tí mình đẩy lên mình sẽ, các bạn nhớ thay password nhé.
Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử. Bây giờ mình sẽ dùng cái mail Ngọc Toàn 89 này. Và mail này của mình thì như là toàn spam, chẳng có cái gì. Đa số spam mình đánh dấu spam mãi mà nó vẫn chưa hết. Nhiều mail này dùng lâu quá rồi. Có một cái nữa đấy là khi mà chúng ta vào cái thanh header, header, chúng ta phải có một cái lệnh chỗ này, register, chúng ta phải đặt cái chúng ta phải đặt cái mấy cho nó, đặt link register cho nó, có là nó không vào được. Đây, login này. Register. Đó. Register. Tí login chúng ta sẽ bỏ, login thành công đây. Chúng ta có mấy cái trạm mấy cái này. DOB MMDD này, bây giờ chúng ta sẽ điền. Sáu bắt sáu tài khoản à, 6 ký tự trở lên. Rồi. Register. Submit đẩy lên. Ta xem giá trị đúng chưa? Avatar birthday thì đang null. Bởi vì cái date là nó sẽ nhận cái trường date cơ. Chỗ này chúng ta phải để cái trường, cái này là date nó mới nhận, bởi vì thằng kia mình đã rồi xem cái thằng null label này, nó null label đúng không, thì chúng ta sẽ phải cũng phải đặt là null label. Chỗ này chúng ta bị lỗi cái gì đây, từ nullable sang string, chỗ này không cần phải path nữa, chạy luôn. Tí nó sẽ gửi đến cái mail mà mình vừa mới nhập. Cái mail mà mình dùng để gửi là cái mail, cái mail mình dùng để gửi là cái mail memo ngầm đằng sau, còn cái mail mà chúng ta nhận là cái mail chúng ta điền trên form register. Đây. Rồi, lên. Birthday vẫn null à? Date này vẫn null. Chúng ta bỏ cái type date này đi này. Ở đây mình nghi là có hai thằng này, nó tên của nó không không giống với tên của thằng Moda, cho nên là nó khác cái for thuộc tính được, nhưng mà tên phải chuẩn, nếu không là nó sẽ lên nó post lên là nó ăn theo cái name của thằng đấy. Chúng ta không can thiệp vào name thì thôi, nếu can thiệp vào name thì chúng ta phải để tên giống với tên ở trong model thì nó mới ăn, bởi vì có hai thằng name với thằng birthday là nó lại khác.
Có một chút nữa là trong cái phần gửi mail thì các bạn, trong dự án thực tế thì thường các bạn có hai nhiều cách, nhưng mà có hai cách chính đó là SMTP. Cái thông qua giao thức SMTP thì mình cũng đã nói rồi đấy. Vừa nãy chúng mình cấu hình xong, còn một cái giao thức nữa thì thường bọn trong tích hợp với các bên thứ ba thì họ sẽ có một cái API để cho mình tích hợp để gửi mail. Ngày xưa mình ở diện tê tê mình đang dùng cái dịch vụ Mailgun này. Các bạn đăng ký xong bạn tích hợp nó cũng có SMTP và mình được 10.000 mail một tháng. Hỗ trợ các cái ngôn ngữ khác nhau. Sẽ có một cái key cho các bạn gửi mail. Và gửi mail thoải mái luôn. Các bạn có thể tham khảo cái dịch vụ này. Nó thông tin nó đầy lên đủ rồi đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên dưới. Nó valid. Nếu mà không valid thì nó sẽ báo lỗi ra luôn đấy. Hai tất cả những thông tin này đã có. Chạy qua phần create succeed tức là thành công. Thì các bạn nhớ nhá, nếu mà có lỗi gì thì tí nữa mình sẽ ví dụ luôn. Nó sẽ gen ra một cái code tan năng ngoằng của cái thằng user manager để nó valid. Tí nữa nó phải nhận đúng cái code đấy thì mới ăn. Build ra một cái callback URL theo cái code đấy. Theo đúng cái request stream này nó lấy ra cái HTTPS và cái domain hiện tại. Đến đoạn gửi mail. Gửi đi. Gửi xong. Thành công rồi, nó lại login luôn. Register trả về trang chủ luôn. Tức là đã nó dùng login thành luôn cho cái ông cái hàng đấy. Đấy, có confirm gửi về rồi. Pre-confirm. À, bây giờ chúng ta kích vào cái link đấy. Kích vào cái link đấy. Thằng này. Bây giờ chúng ta sẽ đặt cái confirm vào đây. Chúng ta có thể chỉnh lại cái nội dung của cái mail nhé. Gửi mail thành công rồi. Cái bài gửi mail các bạn chắc không phải làm nữa. Đặt vào đây. Bạn vào cái mail này, các bạn kích vào cái link này. Đó, ăn đúng, nhận đúng user ID và code. Bây giờ nó sẽ confirm cái code đấy. Nếu mà null, tìm được ra user rồi. Tìm tiếp, đến thằng này confirm xong. Trả về thằng succeed. Nó sẽ redirect về cái trang confirm, admin confirm. Chúng ta chỉ việc chỉnh cái template của cái file này. Chỉnh template của nó một chút là ok, nó đã confirm xong và bây giờ login được rồi. Sau khi login rồi thì các bạn sẽ phải hiển thị ra cái thông tin login thay vì cái form login như lúc đầu. Thì chúng ta đặt nó ở trong header cái chỗ này. Lúc nãy mình đang chưa nói đến cái phần chưa rồi, mình pause cái video mà mình quên. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy là trong cái form register này chúng ta cái tên này nó không trùng với lại cái tên của thằng model này, cho nên là nó post lên theo dạng name thì nó sẽ bị không nhận được thông tin của full name với birthday. Thì mình để đúng tên của nó, không cần trùng cái cây cái sự hoa chữ tượng được. Và lúc post lên đây mình sẽ debug theo từng bước một. Bây giờ mình sẽ vào SQL mình xóa cái for cái user mình vừa mới tạo ra. Nó gửi được mail về rồi. Mail của mình đây. Lúc nãy mình chắc là mình đang tạm dừng. Mình quên. Teru call app này. Mình sẽ delete select sao from app user. Và cái user mới được tạo ra nó tên là cái user cuối cùng. Birthday này. Date create mới tạo. Cái này thì nó không tạo qua repository cho nên nó không không nhận được cái create the date. Rồi, xóa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chạy lại. Thì các bạn nhìn. Theo cái tờ này.
Mình sẽ làm ví dụ đầu tiên. Ví dụ đầu tiên mình sẽ nó sẽ gửi mail này, mình sẽ xóa hết cái mail cũ đi. Giờ chúng ta sẽ vào phần register này. Đầu tiên chúng ta bấm luôn, nó sẽ ra một đống các cái require cần thiết. Giờ chúng ta sẽ rồi register đẩy lên, nhìn thấy thông tin đẩy lên đầy đủ hết rồi. Chúng ta mà bị trường hợp đấy, chúng ta xem cái trường cái model state này trong cái value này, ta xem tất cả value, nếu chỗ nào mà invalid thì nó sẽ là lỗi, chúng ta phải xem tất cả các trường ở đây. Nếu có trường nào invalid thì chúng ta phải nhìn được nên đi qua này, tạo mới cái đối tượng user này, sau đó register created mới này, thành công này. Thành công xong chúng ta sẽ gen ra một cái code lằng tà nhằng, tạo ra một URL callback confirm mail và đẩy về, gửi mail đi. Sau khi mà gửi xong thì mail thành công, login ai có confirm email rồi, trả về trang chủ luôn, đã đăng nhập. Chuyện chỗ này chúng ta chưa thay đổi cái chỗ này. À, chỗ này chúng ta click vào cái link này để vào cái form đây, nhận được user ID và code lằng tà nhằng. Sau đó chúng ta tiếp tục file tiếp confirm thành công, đẩy về view. View là view tên là confirm email. Confirm thành công, confirm. Chỗ này chúng ta chỉ cần chỉnh lại cái view một chút. Ở trong cái account confirm email chúng ta lấy cái form này ra, chúng ta sửa đi là được. Đấy, chỉ lấy mỗi cái thẻ deep thôi. Rồi rồi rồi, ok. Đến cái đoạn hiển thị thông tin login thì bài sau login thì chúng ta sẽ làm. Cảm ơn các bạn.